chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào sáng sớm nay, những lớp sương mù vẫn bao phủ hầu khắp mọi nơi, khiến cho trời se lạnh và tầm nhìn giảm đáng kể, gây ít nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông tại Bắc Bộ. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ sáng, những lớp sương mù này nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho những tia nắng vàng xuất hiện và trải dài trên hầu khắp các tuyến phố, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng có sự tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay đều phổ biến quanh ngưỡng 28-29 độ, thời tiết có phần oi nóng. Trong khi đó, thì tại các tỉnh thành phía Nam, tiết trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng, nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao nhất cả nước, trời khá oi nóng, với nền nhiệt cao nhất trong ngày có nơi đạt xấp xỉ 34 độ. Theo dự báo, thì trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng nhiều mây trở lại, nên độ ẩm vẫn ở mức khá cao. Do đó, về đêm và sáng sớm khi mà nhiệt độ giảm xuống, thì những lớp sương mù dày nhanh chóng được hình thành và lan tỏa khắp nơi, khiến cho trời se lạnh và làm giảm tầm nhìn đáng kể. Do vậy, các phương tiện tham gia giao thông cần chủ động trong việc điều chỉnh tốc độ và đèn hiệu để đảm bảo một lộ trình bình an. Nên nhiệt độ trong ngày hôm nay nhìn chung không có sự biến đổi gì nhiều, vẫn dao động từ 19 đến 22 độ. Tình trạng nhiều mây này có lẽ sẽ duy trì được cho đến khoảng gần trưa, sau đó thì mây sẽ mỏng dần và trời tiếp tục chuyển được nắng. Tuy nhiên thì cường độ chiếu nắng trong ngày mai sẽ không mạnh mẽ giống như trong ngày hôm nay, do vậy mà nhiệt độ cao nhất sẽ có sự giảm nhẹ, phổ biến từ 25 cho đến 27 độ. Sau đó thì đến khoảng đêm mai và rạng sáng ngày kia thì nhiều khả năng sẽ có một khối không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Đợt không khí lạnh lần này được nhận định rằng tương đối mạnh, do vậy mà nó sẽ gây biến đổi khá nhiều đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Vẫn nằm trong trường gió đông bắc yếu và chưa chịu thêm tác động của bất cứ một loại hình thế gây mưa nào khác, nên thời tiết các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục trạng thái khô hanh. Ban ngày thì trời không mưa và có nắng, nên nhiệt độ vẫn có sự phân bố cao dần từ Bắc vào Nam. Tại các tỉnh phía Bắc thì nhiệt độ đạt được phổ biến từ 28 đến 31 độ, trong khi đó thì ở các tỉnh phía Nam nền nhiệt cao hơn từ 1 đến 2 độ, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì có nơi lên xấp xỉ 34-35 độ, trời khá oi nóng. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, rãnh áp thấp bị cao lục địa phía Bắc nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết có xu hướng chuyển dần nhiều mây, mưa sẽ xuất hiện ở các khu vực vùng núi phía Bắc, sau sẽ lan dần xuống phía Nam và tới ven biển khu vực Trung Bộ, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Còn các tỉnh miền Nam thời tiết ít thay đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 28 đến 31 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, thời tiết biển chưa có biến động gì nhiều nên còn khá thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết trên phạm vi cả nước đều có nắng đẹp, các tỉnh Bắc Bộ trời ấm áp. Khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khô hanh, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.